xin chúc mừng gia đình mẹ siêu nhân đã thu được 8 mảnh ghép. Ngay bây giờ, Super V mời các bé cùng lắp 8 mảnh ghép lại với nhau ra một bức tranh hoàn thiện nha. Thì các bé thôi đúng không? Các bé thôi. Các bé thôi. Dạ, đợi em đi á. Đợi em đi á. Đó, em đã tìm được một mảnh ghép chung với nhau. Đúng rồi, chắc cái này. Không phải cái này đâu. Cứ ở dính lên, cứ dính lên. Cái này là góc. À, đấy các em ghép. Con thuộc hệ lớn rồi, hệ lớn rồi. Góc chắc ở trên này. Cố lên. Alex, à, Alex, đeo khăn vào con, đeo khăn vào cho nó đỡ lạnh. Chắc chữ S là ở trên cùng hả con? Quay ngược nó lại, quay ngược nó lên, không, quay không. Ngược lên. Đúng rồi, chữ S bên này nè, chữ S nằm đây nè, Alex. S nằm lên đây nè. Con biết rồi, coi anh làm. Mi còn lấy mấy cái ra gắn đi, cứ lấy mấy cái ra thử. Đúng rồi đó. Rồi. Của Mi là ở chữ bạn ở dưới con. Ôi anh siêu quá anh ơi, cố lên, cố lên. Anh lấy khăn cho em đi con. Con đang mới là người siêu nè. Thêm không, còn thêm không? Con lấy thêm mảnh ghép ra để kiểm tra đi nào. Cố lên anh ơi, yeah. Trời quá à. Mẹ siêu. Mẹ siêu. Rồi, mẹ Mino, đây Mino. Yeah. Rồi, mẹ ghép còn thiếu nè. Mẹ siêu. Yeah. Vậy là thử thách cuối cùng các bạn nhỏ đã vượt qua rồi. Bây giờ Super V xin mời mẹ Lâm Minh lên nhận phần thưởng sau khi hoàn thành thử thách của chương trình. Hãy đọc thật to để các mẹ và các bé cùng nghe nhé. Dạ. Có quà kìa, có quà kìa. Alex, Alex, rồi đọc cùng nha. Phần thưởng của các bạn là một bĩa, một bữa tiệc ống cung của mẹ siêu nhân. Ngay bây giờ hãy tẻo về nhà chung. Nhà chung chuẩn bị những bộ trang phục bông. Những bộ trang phục bông lộng lẫy nhất nha mọi người. Bông đẹp ơi. Bông đẹp. Đêm mới yeah. Rồi. Phần thưởng của các bạn là một bữa tiệc ấm cúng của mẹ siêu nhân nha. Ngay bây giờ hãy trở về nhà chung và chuẩn bị những bộ trang phục lộng lẫy nhất và đến với bữa tiệc của mẹ siêu nhân. Ok. Wow. Yeah. Ăn tiệc nha. Yeah. Thay đồ đi ăn tiệc thôi. Anh chơi vượt ngàn trong gai. 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giang Quanh Show. Thứ bảy hàng tuần từ ngày 29 tháng 6, 2024.